Chào toàn thể các bác đam mê nuôi ong mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu tới các bác chi tiết cái mẫu thùng quay 4 cầu. Thực tế là em đang đi quay mật tại trại ong của gia đình. Thì ở đây các bác có thể thấy đây, những cái đàn ong khỏe mạnh 4 cầu là được đưa ra để lấy khai thác mật, cái vòng mật đầu tiên. Thì về cái thùng 4 cầu em muốn giới thiệu tới các bác, thì các bác có thể thấy cái thùng 4 cầu này, thì những cái video trước thì em cũng đã giới thiệu rất chi là nhiều rồi. Cái vỏ ngoài của cái khung thành thùng này thì là bằng inox 304 không nhiễm này. Thì cái thùng này là thùng có chân, các bác có thể thấy là rất chi là tiện lợi cho các bác quay mật này. Khi chúng ta đi quay mật thì có chân như thế này thì chúng ta sẽ không phải kê đấy. Thì còn về phần bên trong, đây là cái thùng 4 cầu dành cho ong lội bánh răng to. Các bác có thể thấy là khi lắp cái chân lên thì nó rất chi là vừa vặn với kích thước của người quay, thì là chúng ta sẽ không phải cúi lưng xuống thì nó sẽ không đau lưng. Còn về cái phần thiết kế, khi có chân này thì là sẽ thiết kế vừa cái can này, can 30 lít và 20 lít cũng đều vừa khi chúng ta lắp một cái phễu như thế này. Đấy, các bác có thể thấy. Thì sau đây thì bên em sẽ quay cho các bác thử xem. Đấy, các bác lưu ý là các bác mới chơi thì tham khảo cách quay thì là phải nhanh dần đều, chứ không được quay đột ngột một lúc thì là nhộng nó sẽ văng ra. Còn về cái cấu tạo của cái thùng quay 4 cầu này thì là các bác quay là không phải đảo mật như những cái thùng 2 cầu và 3 cầu. Đâm ra nó rất tiện lợi cho các bác, là những các bác nào nuôi nhiều đàn ong và trại ong thì dùng những cái thùng 4 cầu và 6 cầu này thì rất chi là ok. Đã đến mùa mật rồi thì bác nào cần thì cần thùng quay hay tất cả vật tư ngành ong thì hãy liên hệ tới hai cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Chào toàn thể các bác.